Xin chào anh em. Uh, ngoài uh, cái uh, phục vụ anh em về cái phân khúc uh, phân khúc uh, hàng cao cấp như là Zippo và Dupont thì uh, shop Ambe cũng rất là chú tâm đến những cái phân khúc thấp hơn một chút và những cái kiểu dáng độc lạ. Đấy, ở đây trên tay em nó là một mẫu uh, bật lửa tay đấm boxing. Uh -huh, rất là đẹp luôn, rất là chất nha anh em nhá. Hình đầu lâu luôn ạ. Đây là bộ sản phẩm của em ạ. Đây là một chiếc bật lửa à, mình khoan nói về cái cái tay nắm này đi mình nói đây là về một cái bật lửa đi đây là một chiếc bật lửa dạng khò được thiết kế bằng kim loại rất là chắc chắn có cổng bơm ga và điều chỉnh ga to nhỏ anh em hết ga thì chỉ cần dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi rất là tiện anh em nhé Đấy, lửa kho xanh rất là đẹp luôn Đây ạ, lửa kho xanh ạ Rất là chất luôn anh em nhé Đó, lửa kho xanh À, còn cái sản phẩm này thì được làm bằng kim loại toàn bộ này và ở đây nhá à, ở đây là bốn cái lỗ để đút bốn ngón tay vào như thế này đấy và ở đây là bốn cái đầu lâu vào wow. ở đây thì thiết kế gọi là nguyên khối anh em nhá mình thiết kế nguyên khối chứ ở đây không có một cái mối hàn không kỳ không có bất kỳ một cái mối hàn nào ạ đây là thiết kế được đúc nguyên khối đấy theo khuôn nhá đấy, ạ. đấy không phải là theo um, các mối hàn thế nên là rất là chắc chắn anh em nhé nó là một khối nên là rất là chắc chắn và bền đấy mình có thể đấm đấy cái 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 cái, cái tay này <laughs> không phải là cú đấm ngàn cân nhưng mà cú đấm làm thâm nhiều 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 thứ đấy <laughs> anh em nằm kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này Ambe shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc Hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm Cũng như là xem nhiều cái sản phẩm khác nhé Hoặc là anh em có thể liên hệ đặt hàng nhanh theo cho số theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình Một tay đấm cực kỳ chất luôn <laughs> à, Anh em có thể mua một đôi để mình uh, sử dụng cả hai tay nhé Đấy không không ngàn cân nhưng làm thâm nhiều nhiều chỗ ok cảm ơn anh em rất là nhiều